vâng ừ, về tình hình thời tiết thì rõ ràng là ngày hôm qua ở Hà Nội chúng ta đã có một ngày khá là mát mẻ và dịu mát nhờ việc có những cái cơn mưa xuất hiện rồi vậy thì không biết là liệu rằng trong ngày hôm nay mưa có xuất hiện ở Hà Nội cũng như là khu vực miền Bắc nữa không chị Thu Hiền dạ vâng ạ khả năng là mưa to thì vẫn sẽ xảy ra cục bộ ở miền Bắc à, vùng núi thì cần phải tiếp tục đề phòng với nguy cơ về sạt lở đất trái lại các nơi khác thì trời còn nắng mạnh như là Trung Bộ và Nam Bộ thì sẽ xảy ra nắng nóng vâng ạ Bắc Bộ và Thanh Hóa thì đêm qua tiếp tục có mưa đề phòng với nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất Mây rông phát triển mạnh ở khu vực phía Tây Bắc Bộ sang đến Thanh Hóa và phía Nam Đồng Bằng ven biển Bắc Bộ chút mưa nặng hạt. Trong đó Hòa Bình, Quảng Ninh, Tuyên Quang có mưa to với lượng mưa là từ 54 cho đến 75mm. Riêng ở Thanh Hóa mưa rất to 118mm. Dự báo hôm nay Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có nơi mưa to trên 80mm. Ngoài lốc xét và gió giật mạnh, mưa xuống trên nền đất đá đã bão hỏa nước, bị phá vỡ kết cấu, sạt lở đất đá có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Khoanh vùng nguy cơ cao nhất trong sáng nay là vùng núi Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa và Tuyên Quang. Ở trái ngược với tình hình mưa rông vẫn xuất hiện ở miền Bắc thì với khu vực miền Trung nắng nóng vẫn kéo dài. Vậy chị Thu Hiền này không biết là trong ngày hôm nay diễn biến nắng nóng sẽ như thế nào? vùng nóng sẽ tập trung vào những tỉnh thành nào ạ? Vâng ạ, hôm nay thì nắng nóng vẫn sẽ uh, xảy ra trên diện rộng ở khu vực từ Nghệ An trở vào cho đến Ninh Thuận với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 cho đến 37 độ C và có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Khả năng đợt nóng này còn kéo dài ít nhất trong 10 ngày tới. Người lao động cần phải đề phòng với say nắng sốc nhiệt khi ở lâu ngoài trời. Nam Bộ cũng xảy ra nắng nóng trong ngày hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh và một loạt các điểm như là Biên Hòa, Tây Ninh, Thủ Dầu 1 xuống đến Cao Lãnh, Mỹ Tho, nhiệt độ cao từ 35 đến 36 độ C. Chiều tối mưa rông xảy ra trên diện hẹp, ít điểm mưa to và rất nhanh. Khu vực Tây Nguyên nắng không quá gay gắt. Dự báo hôm nay các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột nhiệt độ vào khoảng từ 31 đến 33 độ C. Chiều tối có mưa rào kèm rông, lượng mưa không lớn. Trong khi đó, ở miền Bắc ngày hôm nay mưa vẫn xảy ra ở nhiều tỉnh thành. Thời gian mưa có thể xuất hiện bất chợt trong ngày, tập trung ở phía Tây Bắc Bộ sang đến đồng bằng ven biển Bắc Bộ. Có nơi mưa to trên 80mm, vùng núi tiếp tục đề phòng với lũ quét và sạt lở đất.